Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Park Thiên về Việt Nam đóng phim Đất rừng phương Nam, tin đồn khiến fan bấn loạn, mẹ ruột sẽ ra sao? Thời gian này, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều hình ảnh liên quan đến dự án phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Dọi. Kinh phí sản xuất phim là 40 tỷ đồng, các diễn viên đã lăn lộn quay phim suốt 2 tháng ở nhiều tỉnh miền Tây, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh. Bối cảnh rừng trong phim được quay tại rừng tràm Trà Sư của An Giang được phụng dựng đến 70%. Nghệ sĩ Vinh Sơn đạo diễn phim Đất rừng phương Nam làm cố vấn sản xuất, còn Diệp Thế Vinh làm đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Chí sản xuất nhạc phim. Nghệ sĩ Vinh Sơn đạo diễn phim Đất phương Nam làm cố vấn sản xuất, còn Diệp Thế Vinh làm đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Chí sản xuất nhạc phim. Phim dự kiến ra mắt dịp Tết năm 2024. Nổi trội trong đó có tin đồn rằng Park Thiên sẽ tham gia dự án phim này sau nhiều năm xa quê. Cụ thể, mỗi bức ảnh về cậu bé được cho là cắt từ Đất rừng phương Nam, trông rất giống với con nuôi của Angelina Jolie, Rabbit. Nhìn lướt qua, nhiều người phải dụi mắt lia lịa vì bất ngờ. Thế nhưng nhìn kỹ thì đây không phải là Park Thiên mà là một diễn viên nhí của Việt Nam. Dù vậy, nhiều khán giả phải thốt lên rằng cậu bé quá giống chàng trai gốc Việt nổi tiếng. Tuy nhiên, trên thực tế thì sau một thời gian dài, Park Thiên nay đã trở thành một thanh niên chững chạc, ngoại hình cũng khác xưa nhiều. Park Thiên có tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh năm 2003. Cậu được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Mồ Côi Tam Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Daily Mail, trong một chuyến đi đến Việt Nam năm 2006, Angelina Jolie đã chú ý đến cậu bé Quang Sáng khi làm thủ tục nhận nuôi nữ diễn viên đổi tên cậu thành Park Thiên Jolie với ý nghĩa bầu trời hòa bình. Không lâu sau, bức ảnh đầu tiên của quý tử gốc Việt khi tới Mỹ được bán độc quyền cho tờ People với giá 2,7 triệu đô. Có một gia đình mới, Park Thiên bắt đầu học tiếng Anh để giao tiếp, cậu nhanh chóng hòa nhập với các chị em trong nhà, đặc biệt là anh cả Maros, người được Angelina Jolie nhận nuôi ở Campuchia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, nữ diễn viên Maleficent tiết lộ Park Thiên là người sống khép kín, không thích bị các phóng viên săn đuổi. Cậu sống tình cảm, yêu thương và biết bảo vệ các em. Ngày nhỏ, cậu bé gốc Việt đã được khen luôn đi sau, lặng lẽ để ý các thành viên trong nhà mỗi khi ra đường. Thời ấu thơ, Park Thiên từng xuất hiện trong bộ phim Maleficent, Tiếng Hắc Ám cùng mẹ nuôi Angelina Jolie. Trong đó, Park Thiên và Zahara Jolibit với biểu cảm vô cùng đáng yêu, đứng trong cạnh Maleficent Angelina Jolie đến dự lễ mừng tuổi cho công chúa Aurora. Trở lại với Đất rừng phương Nam, mới đây xác nhận với khán giả, đạo diễn Quang Dũng cho biết diễn viên nhí Hạo Khang sẽ đảm nhận vai trò cậu bé An. Đây là nhân vật làm nên hồn cốt của bộ phim, từng được diễn viên Hùng Thuận thể hiện xuất sắc 25 năm trước. Thế nên áp lực của cậu bé trong dự án điện ảnh này lại càng nhiều hơn. Đạo diễn của bộ phim chia sẻ với Vietnam Express, ekip mất 1,5 năm để tìm ra gương mặt phù hợp. Hạo Khang gây ấn tượng bởi khả năng nhập vai ở vòng casting cùng nét lanh lợi, thông minh dù chưa tham gia phim lớn nào. Hạo Khang sinh năm 2010 là một trong số những sao nhí có gương mặt sáng sân khấu, khả năng ca hát, trình diễn cá tính. Không chỉ riêng hát hò, Hạo Khang còn có năng khiếu về võ thuật, thể thao, đặc biệt là diễn xuất. Nhóc tì từng tham gia các cuộc thi trong trường lớp điện hình như FS Kron, Talent Show. Về hình ảnh, cậu nhóc góp mặt trong các dự án như Hoa Sơn Trà, Nhỏ To Trốn Văn Phòng, Vũ Điệu Mùa Xuân. Như vậy, khi công bố người thủ vai An, khán giả cũng ngầm xác định được cậu nhóc còn lại trong bộ ba diễn viên nhí sẽ đảm nhận vai cò. Đó là bé Kỳ Phong, con trai diễn viên Kiều Trinh. Từ nhỏ, cậu bé đã theo mẹ đi phim nên cũng được làm quen với môi trường diễn xuất từ sớm. Tuy Kiều Trinh không hướng con theo nghiệp của mẹ, nhưng cả hai con của cô đều có năng khiếu với lĩnh vực diễn xuất. Có mẹ là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Kỳ Phong có được sự đồng hành của diễn viên Kiều Trinh từ những ngày mới casting cho đến khi đã được nhận vai, bắt đầu đóng phim. Đây cũng được xem là một lợi thế giúp Kỳ Phong có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình. Trước đó, sau nhí bước ra từ gương mặt thân quen, nhí Bạo Ngọc cũng được thông báo là người phụ trách vai bé sinh trong dự án điện ảnh của Nguyễn Quang Dũng. Cô bé tham gia khá nhiều chương trình truyền hình liên quan tới âm nhạc như Giọng Hát Việt Nhí, New Generation, Đấu Trường Âm Nhạc. Dù không đạt giải thưởng cao nhưng đó cũng là bước điểm để cô bé được cọ sát bản thân nhiều hơn trong. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.